Giáo sản xanh này là ông Lê Tùng Vân. Trước đó, từ năm 1990 đến năm 2007, ông Vân từng mở một cơ sở mang tên trại dưỡng lão Cô Nhi Khánh Đức tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn này, cơ sở Khánh Đức cũng tự nhận là nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa và tiếp nhận các khoản từ thiện từ các nơi đổ về. Vào năm 2017, hai người đàn ông tự xưng là tu sĩ của tỉnh thất Bồng Lai tham gia tổ hội TH. Tại hiện đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã lên tiếng khẳng định đây không phải là nhà tu hành Phật giáo. Theo chính quyền địa phương, bao năm qua nơi này nhận rất nhiều khoản hỗ trợ từ thiện dành cho những đứa trẻ mang danh mồ côi. Thì ở địa phương thì quản lý đăng ký khai sinh đối với ba em, các em đều có mẹ mà không có cha. Chính quyền địa phương cho biết giả danh trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục được xác minh thông tin để tiếp tục lai và ông Lê Tùng Vân có hành vi dụ dỗ phụ nữ trẻ em làm nhiều việc trái luân thường đạo lý khác. Ở phần tiếp theo đây.